Trường Trung học Elmore đích thị là một môi trường giáo dục tuyệt vời. Nơi đây có quá nhiều kỷ niệm đẹp đẽ. Đó là lý do Darwin được giao nhiệm vụ làm một cuốn kỷ yếu. Nhưng có một vấn đề. Cậu chỉ có 24 tiếng đồng hồ và những tấm ảnh của bạn bè cậu thì vô cùng tồi tệ. Liệu Darwin có mang đến niềm vui cho các bạn của mình hay cậu sẽ thất bại? Đón xem Nhiên Giám của Darwin vào 11 giờ sáng các ngày cuối tuần, bắt đầu từ mùng 8 tháng 2 trên Cartoon Network. Trải nghiệm cùng Cartoon Network trên các hạ tầng SCTV, MyTV, K+, FPT, Mobile TV, HTVC, VTV Cap, Viettel TV, các ứng dụng OTT, Clip TV, FPT Play, HTVC. Cartoon Network.